Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Thổ Dược Học Orange, the best deal in town. 877-808-6470. Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình tin tức công nghệ cùng với anh Tuấn vào mỗi ngày thứ năm vào lúc 6 giờ chiều tới 6 giờ rưỡi chiều của giờ California, tức là đồng nghĩa với việc quý vị nào đang ở các tiểu bang của miền đông của Hoa Kỳ thì quý vị hãy bật lên ở channel Galaxy số 19 quý vị nhé, vào lúc 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi tối. Còn quý vị lên trang mạng YouTube dễ dàng lắm, quý vị tìm với từ khóa đó là tin tức công nghệ anh Tuấn thì quý vị sẽ xem hết toàn bộ những gì về chương trình công nghệ này cho tới tận ngày hôm nay. Đây là số thứ 16, tức là đồng nghĩa với việc chương trình tin tức công nghệ đã gắn bó với quý vị 4 tháng liên tục rồi. Và đó cũng là niềm vui và cũng là những cái sự chia sẻ về những gì đang diễn ra trong guồng máy quay công nghệ mà hiện nay. Đối với quý vị nào đã yêu thích công nghệ và vẫn chưa biết được tin tức công nghệ như thế nào, quý vị cứ bật TV lên hoặc là lên Facebook của Huỳnh Anh Tuấn. Quý vị sẽ xem được hết tất cả những gì mà những chương trình, trong đó có chương trình về tin tức công nghệ. Trở lại với vấn đề, vào ngày hôm nay tin tức được đưa ra vào sáng thứ năm đã có tin tức về những chiếc iPhone 6 Plus thưa quý vị. Đó là những chiếc iPhone được giới thiệu vào khoảng 2 năm rưỡi trước kia, là những thế hệ iPhone đời đầu của những chiếc màn hình to đó, thì đã có những cái vụ phát nổ. Và đây là một lời cảnh tỉnh, lời cảnh báo cho rất nhiều quý vị khán thính giả nào đang sử dụng không chỉ iPhone nói riêng mà tất cả các loại phone nói chung quý vị nhé. Một cặp vợ chồng sống ở ngay tại khu vực Palm Harbor ở tiểu bang Florida đã bị đánh thức vào giữa đêm khi chiếc iPhone 6 Plus của người vợ đột nhiên bốc cháy trên giường. Hai vợ chồng đang ngủ thì ông chồng bỗng nhiên thấy một mùi khét bốc ra từ đâu đó, mùi khét từ nhựa rất khó chịu. Thì nhìn sang, thấy chiếc iPhone đang ở rất gần mặt của người vợ. Trước đó cứ mỗi khi ngủ đó, thì bà ta luôn có thói quen đó là xem phone, xem phim, rồi sau đó cắm trạc và để một cạnh bên cạnh giường để đi ngủ. Ngay lập tức không còn gì phải chần chờ, anh chồng liền hất chiếc phone ra và ngay sau đó chiếc phone phát nổ và ngọn lửa lan ra cả rèm cửa của phòng và thiêu rụi cả ngôi nhà. Một vụ cháy được gây ra bởi những chiếc phone. Theo những lời phỏng vấn từ các cơ quan địa phương cho biết thì chiếc iPhone này của cô đã mua được 2 năm rưỡi. Vì vậy không loại trừ nguyên nhân bốc cháy của chiếc phone của cô là do lỗi về viên pin. Một phát ngôn nhân của hãng Apple đã được phỏng vấn với đài NBC và nói rằng hãng đang làm tất cả mọi việc để xác định rằng chiếc phone do đâu mà cháy nổ, và ngoài ra Apple cũng cho biết họ sẽ trả lại cho cô một chiếc phone iPhone 7 Plus hoàn toàn mới. Cũng tại Florida thì trước đó thì cũng có một người đàn ông sống ở gần khu vực đã gọi lên Apple để than phiền rằng đột nhiên chiếc phone của anh ta trong lúc cắm trạc đó thì viên pin của chiếc phone bị phồng lên mà không rõ lý do. Anh sợ quá liền tắt nguồn và bỏ nó ở ngoài sân. Thì Apple cũng cho biết là họ sẽ điều tra những cái tin tức này. Như vậy, rốt cuộc vấn đề này là như thế nào? Tất cả mọi chiếc phone đều bị hay là chỉ có mình hai gia đình này mà thôi? Thứ nhất, quý vị nên biết iPhone hay Android hay Samsung tất cả đều là những sản phẩm mà có pin thì mới sử dụng được. Tuy nhiên đó, việc mà quý vị sử dụng lâu quá hoặc là sử dụng trong cái thời điểm mà chiếc phone nó nóng quá hoặc charge nhiều quá thì nó có thể xảy ra những vấn đề như lỗi của pin, xì pin, gây ra những hiện tượng như cái phone của quý vị bị phồng lên. Ai bây giờ đang xem tin tức này thấy phone bị phồng lên á, thì quý vị ngay lập tức phải có biện pháp với chiếc phone đó ngay. Tại vì
Có thể trong thời gian sắp tới, chiếc phone của quý vị sẽ là một viên bom nổ chậm nhé. Và rồi những ai đang sử dụng phone thì hãy chú ý một điều này. Thứ nhất, quý vị nên sạc ở nơi an toàn, không nên sạc ở trên giường ngủ hay gần các ga trải giường. Tại vì đây, nếu như phát nổ thì đây là những dụng cụ bắt lửa hữu hiệu nhất để có thể thiêu rụi nhà của quý vị trong một tích tắc mà thôi. Và khi mà quý vị thấy nóng bất thường đó, khi sạc đó, nóng thiệt nóng đó, quý vị phải tháo cái dây sạc ra ngay lập tức và đem tới cái tiệm phone, cái tiệm mà bán phone của quý vị để họ người ta có thể kiểm tra. Ngoài ra, không nên cắm phone sạc qua đêm. Đây là một trong những hành động mà rất nhiều người hay làm, trong đó có cả chúng tôi. Thì tâm lý đó, thì chúng tôi hay sạc phone qua đêm tại vì sạc phone 3-4 tiếng đồng hồ thì viên pin mới đầy. Nhưng mà sau tin tức này chúng tôi phải tập lại thói quen đó và kể cả quý vị nữa để phòng tránh phone của quý vị trở thành một viên bom nổ chậm mà chúng ta không hề hay biết. Quay sang một tin tức khác thưa quý vị. Quý vị đang sử dụng hệ thống mạng Internet của hãng nào? Hầu hết khi chúng tôi hỏi câu này sẽ là, nhất là những bà con Việt Nam chúng tôi hay sử dụng, đó là Time Warner Cable, hay một số gia đình vẫn còn sử dụng của AT&T hay là Earthlink. Tuy nhiên, đây là một trong những tin tức mà có thể trong những thời gian sắp tới quý vị sẽ nhận được những cái hoặc là quý vị có thể than phiền với là hãng Internet của quý vị. Tại vì theo như tin tức từ CNET đưa ra thưa quý vị, hầu hết đó, những quảng cáo ở trên các trang mạng và cũng giống như các tờ flyer của những công ty và chuyên cung cấp mạng, hầu hết là chỉ thổi phồng mà thôi. Nghĩa là sao? Ngay tại một tòa án ở New York, họ đã ra một phán quyết và đòi hỏi hãng Charter Spectrum đã mua lại Time Warner Cable với giá là 60 tỷ đô la. Sau hơn 16 tháng điều tra thì họ mới nhận ra là hầu hết những cái mà những hãng Internet đã quảng cáo đều sai sự thực. Ví dụ, một tháng quý vị trả 110 đô la cho đường Internet có tốc độ lên tới 300 megabyte per second. Tuy nhiên, tốc độ thực sự mà quý vị nhận được chỉ trong khoảng từ 70 cho tới 80 mà thôi. Và đối với những quý vị nào dùng gói mạng thấp nhất khoảng 29 đồng 99 hoặc là 40 đồng thì quý vị chỉ nhận được khoảng 70 cho tới 80% tốc độ mà quý vị sử dụng được mà thôi. Việc này đó, hầu hết những người Việt Nam đều và mọi người nói chung đó thì họ không quan tâm đến, tại vì cứ nghĩ có mạng Internet được rồi. Nhưng đối với những cơ quan văn phòng và những quý vị nào sử dụng Internet là một trong những công cụ để quý vị làm việc đó, thì điều này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và quan trọng hơn hết là hãng cung cấp dịch vụ Internet đang lừa dối quý vị. Và đó là lý do mà tòa án ngay tại New York đã tuyên phạt hãng Spectrum, Time Warner Cable, Charter, tất cả 3 trong 1 với giá trị đền bù lên tới 1 tỷ đô la tất cả những khách hàng mà họ đã lừa dối từ năm 2012. Và được biết rằng cái số người mà sử dụng đó, sử dụng những cái dịch vụ này, hầu hết người ta không than phiền tại vì đôi khi họ không biết được tốc độ của họ như thế nào. Như vậy, hiện tại bây giờ làm cách nào để chúng ta biết được là tốc độ Internet của chúng ta có thực sự giống như những gì mà những nhà mạng Internet quảng cáo hay không? Chúng tôi có một thủ thuật dành cho quý vị. Đầu tiên, quý vị vào trang speedtest.net. Thưa quý vị, speed là tốc độ, test là kiểm tra. Kiểm tra tốc độ, speedtest.net. Và quý vị chỉ cần bấm test Internet speed thôi mà thôi, thì quý vị sẽ ra cái tốc độ mà của hệ thống Internet nhà quý vị. Ví dụ như nơi chúng tôi đang làm việc có tốc độ download lên tới hơn 80 MB per second. Trong khi đó thì tốc độ upload là 88 MB per second, quá đủ cho những nhân viên của đài truyền hình làm việc. Còn đối ở nhà với quý vị, ví dụ như họ quảng cáo rằng họ sẽ cung cấp khoảng 5 MB, 8 MB, thì quý vị phải kiểm tra đúng như vậy. Và
nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra về chuyện mà không cung cấp đủ, quý vị phải gọi lên than phiền. Và quý vị cũng đã biết rồi, dịch vụ ở Hoa Kỳ thì customer service là số 1. Bởi vậy nên khi quý vị than phiền đó, chắc chắn một điều rằng quý vị sẽ nhận được những cái sự giải thích rất là đàng hoàng từ phía bên các trang mạng cung cấp. Trở lại với tin tức khác, một tin vui dành cho hãng Amazon. Nhưng tại vì sao Amazon lại đưa ra một trong những cái dịch vụ mà họ có thể nói là đây là một trong những cái cách mà họ phát triển cái khả năng của họ. Thứ nhất, để giảm thiểu chi phí vận chuyển thì Amazon đã đầu tư tới 1.49 tỷ đô la để xây dựng một trung tâm hàng không mới ở ngay tại Kentucky với một mục đích duy nhất: họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với các hãng vận chuyển như FedEx và UPS và kể cả Bưu điện Hoa Kỳ USPS. Và cái thị trường của vận chuyển này lên tới 400 tỷ đô la và Amazon không thể nào mà từ bỏ miếng bánh béo bở này được. Như vậy người dùng chúng ta được lợi như thế nào? Trong tương lai, họ nói rằng Amazon Prime sẽ có thể có nhiều dịch vụ hơn và tốc độ vận chuyển hàng hóa. Hôm nay đã nhanh nhanh rồi, nhưng mà trong tương lai sẽ càng nhanh hơn nữa. Hơn nữa, quý vị sau này sẽ có cơ hội vận chuyển qua hãng dịch vụ của Amazon. Kentucky cũng đã đưa ra một trong những cái chính sách miễn thuế lên tới 40 triệu đô la cho Amazon để họ xây dựng trung tâm hàng không ở đây. Trước đó năm ngoái thì đã có những cái tin tức cho biết là Amazon sẽ lấn sân sang thị trường này và đã thuê tới 40 chiếc máy bay Boeing 767. Việc thành lập cơ quan hàng trạm vận chuyển hàng không này sẽ là một trong những bước đi rất quan trọng của Amazon là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả và xem đem tới quý vị khán thính giả những tin tức về những hệ thống máy móc. Chiếc máy pha trà tuyệt vời luôn. Quý vị không cần phải đi đâu xa, không cần phải đi Starbucks mà quý vị có thể thưởng thức trà ở nhà. Chiếc máy này sẽ giúp quý vị với tất cả những loại trà. Hơn nữa, nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi gửi về cho chúng tôi, hỏi là tôi biết và tôi nghe Uber lâu lắm rồi, nhưng làm thế nào để sử dụng và cách sử dụng than giá như thế nào? Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả ngay sau ít phút quảng cáo thương mại. Mời quý vị cùng theo dõi.